Cô, con hỏi thiệt cô nha. Giờ thí dụ như giờ hai đứa nó cưới mấy năm nay rồi, thí dụ có cô con gái nào mà muốn vô làm dâu cô? Cô không chịu. Cô cứ nó rồi thôi, cô không có cưới nữa. Có cô con gái khác vô cũng không chịu luôn. Cô không chịu. Mẹ thương em lắm rồi. Em biết gì đó. Còn đây là con rể của... Con dâu. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh ạ. Dạ. Chào Lê Lộc. Dạ. Quý khán giả như vậy ạ. Dạ. Em là con dâu của mẹ, Võ Thanh Tấn. Năm nay em 29 tuổi. Dạ. Hiện em đang làm make up trang điểm của dâu. À. Mình làm dâu của mẹ được 1.5 năm rồi. 1.5 năm rồi. À. Dạ. Là đã ở chung luôn chưa anh? Ở chung ạ. Ở chung. Ở chung nhà luôn hả? Ở chung nhà. Luôn. Cao Lãnh Đồng Tháp luôn. Ở Cao Lãnh Đồng Tháp. À. Cái ấn tượng đầu tiên mà khi mà con trai cô dắt em trai này về giới thiệu là con dâu á thì cô cũng hơi buồn. Dạ. Tại cô buồn con sao sợ cô không có cháu nối tông. Dạ. Mà bây giờ á con mình nó dị rồi thôi cũng theo ý con luôn. Dạ. Tức là buồn một chút thôi. Buồn chút thôi. Dạ. Ừ. Nhưng mà ở nhà thì chú có chú mất năm nay 15 năm rồi. À dạ. Có ba mẹ con, hai mẹ con rồi giờ thêm con dâu. Dạ. Là ba mẹ con. Ủa tức là cô con trai một. Trai một. Như vậy thì cái thật sự là cô con nghĩ cô buồn rất là nhiều bởi vì khi một con trai một á thì mình sẽ có muốn có cháu để nó dõi tông đường đúng không cô? Đúng rồi. Mà bây giờ tại con mình nó vậy rồi thôi mình cũng bó tay để chịu cho con mình nó vậy luôn. Không, miễn sao con mình có tình yêu thương là được rồi cô. Anh, miễn hai đứa nó thương nhau rồi nó làm ăn rồi nó giàu nghèo với người ta vậy ngày thôi. Ngày xưa thì còn có nghĩ này nghĩ kia nhưng bây giờ trong cái thế giới hiện đại thì chuyện này cũng là bình thường. Không ai muốn mình sinh ra lớn lên như vậy cả nhưng mà đây nó thuộc về giới số phận rồi giới tính rồi. Không có lo gì cô ha. Dạ. Sắp sửa thì chắc hai em cũng tìm cách nào đó để có cháu cho bà thôi. Đúng không? Dạ. Dạ. Cho em hỏi chút xíu nha, cái lần đầu tiên mà khi mà anh gặp mẹ chồng á, anh ấn tượng điều gì? Lúc nào anh về mình cũng hồi hộp. Lúc đó đi về thì không có ra mắt con dâu, chỉ nói là bạn thôi. Rồi bao lâu mới dám thổ lộ là con dâu? Gần cưới mới nói cho mẹ biết. Ô mình cưới luôn rồi cưới, hả? Dạ. Cưới luôn. Cô làm đám. Ô rồi con nghĩ là ở dưới quê bà con nó sẽ khó chấp nhận hơn đúng không cô? Tại vì số nó vậy rồi cũng ai cũng phải chịu chấp nhận thôi. Dạ. Cô tức là bà con mình á có ai nói gì không cô? Không có ai nói hết trơn. Dạ. Tại cái giới tính của nó vậy rồi thì ai không ai nói gì hết trơn. Quá thuận lợi rồi. Mẹ vui như thế, bà con vui như thế, hàng xóm vui như thế luôn. Rồi hai đứa tổ chức đám cưới vậy, mời đông không? Đông. Mà tôi không nghĩ là mà ta quay phim rồi lên báo. Tôi nghĩ bình thường thôi. Tôi đãi ở ngoài nó là chỉ có mười mấy bàn thôi. Vô tôi tới hai mấy bàn. Trời, mẹ thương con dâu quá trời luôn. Về làm dâu sao cô? À, nói nào ngay thì tôi thương nó, tôi làm hết trơn á. Thì này nấu chợ là tôi lo hết. À. Làm hết để cho con nó ngủ. Tại nghề của nó nghề thức đêm. Dạ. Rồi mình già mình đâu có thức đêm được. Cái mình ngủ rồi sáng mình làm hết trơn á. Dâu mình không có làm. Ngủ thức dậy rồi đi uống cà phê. Trời ơi, sung sướng ha. À, hay quá. Rồi quần áo rồi ai giặt, có giặt cho mẹ chồng lần nào chưa? Mẹ đi chơi đồ em ở nhà em làm hết mấy cái đó. Làm hết cho mẹ luôn? Dạ. Rồi mẹ thương em quá trời luôn á. Dạ. Thật sự đây là một người phụ nữ rất là tốt đó. Lúc đầu em cũng sợ lắm nhưng mà tiếp xúc với mẹ nhiều á, em cũng hết sợ. Cô thương nó là cô chẳng sàng, cô nhận hết. Dạ. Tại vì cô biết không, mình biết là nãy nó con dâu mình rồi. Nó gì nó ở với mình là mình phải thương, phải lo nó. Dạ. Nhưng mà hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nè? Cái gì cũng hợp hết trơn á. Tại cô thương nó là cô thương, cô làm hết trơn á. Có bao giờ nó make up cho mẹ chồng chưa? Chưa. Chưa. Sao vậy cô? Phải. Biết sao không? Tại bữa nó khách đủ lắm đông. Dạ. Thành ra nó không có làm cho cô được. Cô phải đi tự nhiên. Tại khách quá đông. Đôi khi mình cũng bỏ bớt mà.
Bởi vì không có làm chứ cô. Mẹ lúc nào cũng để một mặt đi lắm. Nhưng bữa nào không có làm em trai, bữa nào dạ. Là mình mẹ rảnh một ngày đó, thử làm đẹp cho mẹ một ngày, make up cho mẹ nhìn không ra mẹ được không? Được. Thử làm bữa đi. Dạ. Bữa nào hai đứa ha, tổ chức cái buổi nào thí dụ sinh nhật của mẹ chồng đó, cái dạ. Em tổ chức một cái buổi nấu nướng cho mẹ hết, xong rồi làm cho mẹ đẹp thiệt đẹp, rồi chụp hình với mẹ này kia để làm lại kỷ niệm. Bảo đảm lúc đó mẹ sẽ rất hạnh phúc. Con hứa với mẹ nữa, con sẽ trang điểm cho mẹ thiệt là đẹp để chụp hình kỷ niệm. Cô ơi, con thấy anh hơi nhát đúng không cô? Nó nào nghe nói hiền lắm cô. Dạ. Nó hơi nhát. Dễ thương. Dễ con thương hiền lắm á. Có chú cưng dữ lắm. Dạ. Ở nhà hai mẹ con mình có bao giờ mâu thuẫn với nhau chưa? Không. Không luôn cô hả? Không có. Cô thương nó dữ lắm. Dạ. Cô không có gì để mâu thuẫn với nó hết trơn. Mình nghĩ là nó ở nhà nó mà nó về nó làm dâu mình là mình phải thương, phải lo nó. Làm dâu mà thấy có làm gì đâu. Vậy đó mà vui đó. Nó cũng làm con như nó làm như làm cô dâu đồ vậy đó. Không, bởi vì em nó hiền. Hiền nó quá. Hiền nữa. Nhìn gương mặt em rất là phúc hậu luôn á. Nhìn anh còn mến nữa đó, thật sự á. Bởi vậy mẹ thương em nhiều lắm. Đúng rồi. Cưng nó dữ lắm. Nhìn rất là chân chất, nó rất hiền. Nhưng mà thường hai vợ chồng có hay cãi lộn với nhau không? Cũng lâu lâu dặn dỗi vậy thôi chứ. Có mét không mẹ cãi. Không? Không. Thường thường ta con dâu ta hay nhõng nhẽo với mẹ, ta hay mét mẹ để cho mẹ binh á. Mình không có mét hả? Không. Chắc không nhõng nhẽo rồi em. Vợ con sợ chú không? Dễ thương. Nhưng vấn đề chỗ là bên em đó. Dạ. Thì ba mẹ em có qua gặp mẹ chồng không? Lúc mà cưới thì có gặp mẹ, gặp trong cái đám cưới luôn. Chứ chưa có gặp ở lần... Tại chưa có gặp xa. Trước. Tại đúng vì mẹ em ở Vũng Tàu. Dạ. Tức là em có dẫn chồng em về ra mắt gia đình bên kia không? Bên dạ, em không? Có. Có. Lúc đầu em có dẫn về, chồng em nói chuyện với mẹ nè. Rồi... mẹ em tác hợp cho hai đứa luôn. Dạ. Hay quá nha. Không biết là hai mẹ con mình có cái kỷ niệm nào vui vui không? Hay là anh có món quà nào mà anh tặng cho mẹ chưa? Từ hồi làm dâu giờ em chưa có tặng gì cho mẹ. Thấy chưa? Mình làm dâu á, mình phải chăm sóc cho mẹ chồng nè, trang điểm mẹ chồng nè, nấu cơm mẹ chồng ăn nè, giặt giũ giúp cho mẹ chồng. Mình phải có những món quà tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng vui chứ. Có, nó cũng làm đủ thứ hết trơn. Nó làm bánh lăng, là vua, là đủ thứ. Nó ăn gì thì làm nấy. Làm nhà cái ăn không, không có mua. Không có mua. Tại nhà nó làm không hả? Độc, không có ăn. Không có ăn. Nhưng không mà ăn đó giờ về làm dâu mà không có quà nào cho mẹ là hơi bị thiếu sót đó nha. Đúng rồi. Cứ lo làm cô dâu không à. Cô, con hỏi thiệt cô nha. Giờ ví dụ như giờ hai đứa nó cưới mấy năm nay rồi, ví dụ có cô con gái nào mà muốn vô làm dâu cô? Cô không chịu. Không cô cứ nói rồi thôi, cô không có cứ nữa. Có cô con gái khác vô cũng không chịu luôn. Cô không chịu. Mẹ thương em lắm rồi. Em biết điều đó mà. Nhưng mà con nghĩ là chắc chắn sẽ có cái điều gì đó nhỏ thôi ở anh mà cô chưa hài lòng. Nó làm cho cô hài lòng, không có gì để buồn chân á. Tuyệt đối luôn hả cô? Dạ. Thấy con nó hiền. Hiền. Ừ. Mà hiền thiệt á, nhìn hiền. Hiền thiệt. Con không thấy hiền nữa cô. Nó hiền dạ. Lắm. Không biết chồng nó dữ không thôi. Chồng nó thì cũng hơi nóng tánh. Hôm nay có chồng em theo không? Dạ có. Ví dụ giờ anh muốn có thể mời chồng em đây ngồi chung được không? Dạ được. Được không cô? Đâu có gì đâu. Hay quá. Vậy em có thể mời chồng em ra đi. Đây wow. Rồi. Chào em trai. Dạ, dạ xin chào anh. Cho lên xin thêm một cái ghế đi. Rồi, chào em trai. Cha hai người mặc đồ đẹp quá nha. Em xin được giới thiệu, em tên là Thanh Hoàng, 32 tuổi. Anh hiện tại anh đang làm nghề gì nhỉ? Anh làm bên make up với lại studio. Vậy là hai vợ chồng làm chung? Làm chung. Hai chồng làm chung thì mới phát sinh tình cảm ha. Không, trước kia em với Tấn là chỉ quen nhau qua mạng thôi. Trước kia là Tấn làm công nhân. Em gặp Tấn là ở Vũng Tàu, tại em có người thân ở Vũng Tàu. Đi ra đó chơi. Em á thì làm cái nghề này thì lâu rồi. Dạ. Rồi sau này quen nhau rồi em mới
nói Tấn là thôi hai đứa cưới đi rồi không có làm, nghỉ làm ngoài kia thôi, hai đứa về sống chung làm chung luôn. Lần đầu tiên gặp thì không ấn tượng. Em ra hình như lúc đó em đi được 4 ngày, Tấn mới rủ em đi uống cà phê. Mới đầu là định không có đi, chứ Tấn mới rủ hoài à, thấy vậy cái mới đi. Đi uống cà phê thì đi vô cũng không có nói chuyện, mạnh đứa nào nói chơi điện thoại. Xong rồi cái mới đi dạo biển mới nói chuyện được nhiều xíu. Khoảng 1 tháng sau, nửa tháng sau vậy mới ra tiếp. Là bắt đầu lúc đó mới từ từ nhắn tin, rồi mới nảy sinh tình cảm. Hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, được thì tiến tới luôn, còn không được thì đường ai nấy đi, nó sẽ dễ hơn. Dây dưa chỉ bằng dứt khoát đó. Cái Tấn mới chịu. Với lại lúc đó Tấn, em gặp Tấn là tức ít nói lắm, trầm tính, không nói luôn. Hỏi thì trả lời, không hỏi thôi, chứ không hỏi anh gì hết. Em mới hỏi Tấn là có sửa được không, chứ vậy là không được. Rồi Tấn nói Tấn sửa được. Tuấn có ghen không? Dạ có chứ. Có khi nào từ cái ghen nó cãi nhưng, bả nhau? Nhưng mà có, trong công việc em không có ghen. À, cưới nhau tới giờ hai đứa cũng không có ghen. Tại dạ. vì em là chủ yếu em lo công việc thôi, chứ mấy cái chuyện khác em cũng không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ tới không. Em nói với Tấn rồi, bây giờ mình là phải lo làm việc kiếm tiền, chứ không có kiếm chuyện. Rồi em là... sao mà em quyết định em dám đưa Tuấn về nói với mẹ, mặc dù em là con, gọi là con trai duy nhất. Em nghĩ chắc mẹ hiểu. Hồi đó giờ em có nói với mẹ điều đó không? Em chưa bao giờ nói với mẹ, nhưng mà em biết mẹ sẽ biết em như vậy. Vậy nhưng thì... mà là em không có nói với mẹ thôi, nhưng mà em nghĩ là mẹ sẽ biết. Tại vì anh Quyền Linh nghĩ con mình sinh ra mình nuôi từ nhỏ tới lớn, làm sao mình không biết con mình làm gì muốn gì được. Cũng hơi buồn cô. Mà tại duyên số con mình nó vậy rồi, mình phải theo vậy. Chứ cũng buồn. Có những ông bố và mẹ khi con mình nói điều đó thì gần như là họ suy sụp, thậm chí họ khóc rất nhiều. Cô có như vậy không? Có. Có. Tại con vậy mà mình khóc thầm không, mà con mình nó không như biết. Nhưng lúc đó cô không chia sẻ thẳng với con mình luôn đi, hay là chia sẻ với bất kỳ một ai đó? Có. Con nhỏ con gái lớn á, thì cô cũng phiền phiền với nó, cô nói với nó. Anh có biết là mẹ anh khóc mỗi ngày không? Biết chứ. Nhưng mà mỗi người một số phận mà. Cái số mình vậy là mình phải chịu. Thật sự luôn á, nhiều lúc mình nằm mình suy nghĩ, sao lại mình không phải như mọi người đi. Ví dụ như nam là nam, hoặc nữ là nữ. Nó như vậy nó sẽ rõ ràng hơn, nó dễ dàng hơn. Mà bây giờ ông trời ông bắt mình vậy, mình muốn cũng không có được, mà mình trách cái gì cũng không được gì. Hay số mình vậy thì mình phải chịu thôi, chứ sao giờ. Anh xin lỗi Tuấn nha. Dạ. Hồi đó giờ đó, có khi nào em nghĩ đến một người con gái nào không? Lúc mới lớn thì cũng có, nhưng mà thoáng qua thôi anh. Có bao giờ em chạm tay một người con gái nào chưa? Dạ có. Em có cảm giác gì không? Dạ không. Có khi nào em đặt nụ hôn lên má người con gái chưa? Dạ có luôn. Nhưng mà đó là em nghĩ là nhất thời thôi. Tại sao em lại phát hiện ra là em không thích con gái mà là em thích con trai? Nó là bản năng trong người anh. À. Dạ. Còn Tuấn nắm tay một người con gái nào chưa? Dạ em cũng có thử nhiều lần rồi. Có thử rồi hả? Em thấy không có cảm giác gì với con gái. Có hôn người con gái nào chưa? Dạ có luôn. Cũng không cảm giác luôn. Dạ. Mình phát hiện ra những điều đó từ năm bao nhiêu tuổi? Từ khi em đi làm là 15-16 tuổi. Em thì chắc cũng tầm đó, lúc mà mình đủ để trưởng thành. Không, thực sự thì bây giờ nó rất thoải mái khi mình nói những cái chuyện này. Ngày xưa cách đây chừng 5-10 năm thì khó nói. Em là thuộc dạng ở quê thôi, chứ không phải là ở thành thị. Thông tin đại chúng thì nó cũng ít lắm. Nhưng mà hồi trước thì họ kỳ thị rất là nhiều. Nhưng mà so với thời điểm hiện tại bây giờ thì em thấy ở quê em nó đỡ đi rất là nhiều. Cái đó là em nói thật, hình như là hiện tại bây giờ là ở quê em thấy họ quý mình nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Họ còn thương hơn nữa thật sự. Đúng anh, rồi. Anh thấy hai đứa rất là thương thật luôn. Thật sự, đặc biệt có là những Tuấn. Khách hàng mà họ biết em với Tuấn vậy, ta thương lắm. Ta lợi, ta ủng hộ mình, mà ta nói chung là cái tình cảm của người ta bày tỏ với mình á, mình hiểu được luôn á. Bây giờ không còn sự phân biệt nữa đâu. Dạ. Đừng có lo điều đó. Nói như mẹ em đúng á, miễn sao hai đứa hạnh phúc là được lắm rồi. Anh nghĩ câu chuyện ngày hôm nay rất là đẹp đó. Đẹp lắm. Mà hai đứa cũng đẹp nữa. Anh thật sự muốn ngắm hai đứa đứng kế bên nhau, anh ngắm cái đẹp quá à. Girl, it must be you. Đẹp quá. Chúc mừng hai em nha, thật sự là đẹp. Tung cũng cùng tâm ha. Cũng cố đứng giữa ra được. Cũng cùng tâm luôn à. Cũng nói chung là hai đứa rất là đẹp, đẹp đôi lắm. Cảm ơn. Thật sự luôn á. Hai gương mặt á đáng yêu lắm mà cô ạ. À. Cặp đôi rất là xứng luôn á. Bởi vì tôi mới cưng đó. Dạ. Dạ. Cưng lắm. Tôi mình cưng thấy lắm. Mình cũng cưng nữa đó.
cô có muốn dặn hai con điều gì không? Không, con là nói nó ngoan lắm, nói gì nó nghe nấy. Dạ. Nhưng mà cô có mong muốn điều gì không con? Giờ cô không có mong muốn, giờ mong muốn cháu cũng không có cháu, mà giờ không có cháu nội mình thương cháu ngoại. Có cháu nội. Ừ. Muốn là có, vấn muốn đề là có. Đây, rất là đơn giản thôi, không có cái gì khó đâu cô. Mà không có gì có mà thôi đi, nó làm. Giờ cô nói cô muốn thì tụi nó làm luôn đó. Cũng đơn giản thôi, bởi y học đã phát triển rất là nhiều rồi. Dạ, đúng rồi. Làm điều này không có khó. Không biết là hai vợ chồng mình có bao giờ thể hiện tình cảm với mẹ chưa? Thể hiện thì không có thể hiện. Đồ đạc mẹ mặc hay gì là tự tụi em mua. Chứ hồi nào giờ mẹ không có đi mua mấy cái đó. Em sẽ lo cho mẹ hết như vậy đó. Chứ bài tỏ thì nói này mua về cho mẹ đôi dép, cái áo gì đó. Thì đi thấy đẹp thì mua. Chứ bài tỏ là không có. Chưa bao giờ nói thương mẹ luôn. Thì thương thì chắc cũng để trong bụng thôi. Không, anh nghĩ thế này nè. Thật sự sự thiếu sót. Bởi vì mẹ thương tụi em rất là nhiều. Lo cũng lo cho em rất nhiều. Thế mẹ sẵn sàng hy sinh cho cái tình yêu của hai đứa luôn. Vậy thì cần lắm những cái phần chia sẻ, những cái lời biết ơn và những cái gì đó mà đem đến cho mẹ nhiều hạnh phúc hơn nữa. Anh nghĩ phải có. Bởi vì quê một mình mẹ lủi thủi, đôi khi mẹ cũng cô đơn lắm. Thế chị hai á, thì chỉ có con, có chồng ha. Hai đứa thì có hạnh phúc riêng rồi. Mẹ là cô đơn lắm. Thật sự đây mới chính là người phụ nữ mà chúng ta cần phải thể hiện cái tình yêu thương của mình đối với người phụ nữ. Một thử một lần thể hiện tình yêu thương với mẹ mình đi. Em cũng... thật sự ra là em làm nghề cũng lâu rồi. Nó tính tới thời điểm hiện tại là em làm được 11 năm. Nói chung là 11 năm qua ở quê á anh Nguyễn Linh. Mà khi mà mình cho thuê đồ cưới mình giặt rất là cực. Tại vì ở quê là đất là sình không à. Đúng rồi. Cô dâu phải lết đồ với sình á. Rồi về mẹ phải xử lý hết. Cứ lâu dần như vậy á là bây giờ tay mẹ bị đau. Em cũng biết được như vậy. Em cũng thấy đau lòng á. Nhưng mà điều... chưa bao giờ em nói với mẹ, em làm nghề 11 năm qua mà nếu như không có mẹ thì em không có ngày hôm nay. Tại vì mẹ là người lo hết tất cả. Bây giờ con cảm ơn mẹ rất nhiều. Không, bây giờ mẹ đứng lên đi. Cô đứng lên. Hai đứa đứng kế bên đi. Nào. Hai đứa nắm tay mẹ đi. Đó. Rồi, mình thể hiện mình muốn nói gì mẹ, hai đứa nói thật lòng mình. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ đã sinh ra, đã nuôi lớn để con có được ngày hôm nay. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Tuấn nói đi Tuấn. Con thương mẹ nhiều lắm mẹ. Con cảm ơn mẹ đã hợp cho hai đứa con. Thì bây giờ mẹ cũng gắng sống làm ngày nào hay ngày nấy. Đó, ngày nào phụ tiếp cho con hai con ngày nấy chứ mẹ không có chắc. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi chú Hoàng Linh. Tuổi giấy thì 52 với tuổi thiệt 60 rồi. Chưa đâu. Dạ. Bây giờ khoa học giờ... tiến bộ, y học tiến bộ rồi. Chúng ta có thể sống tới cả 100 tuổi á. Đừng lo điều đó. Dạ, chắc ha. Không nổi quá chú Bình. Nổi, dạ nổi, nổi đó. Uống thuốc không có dứt ngày mấy... nào hết trơn á. Vậy có mấy thằng trẻ như con không nổi thôi.